Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay tối ngày 28 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn chính sản phẩm Samsung Note 7 FE các bạn nhé. Đây, buổi tối ngày hôm nay thì mình về được Samsung Note 7 FE. Đây, con này là con Note 7 FE này. Đây, Note 7 FE nhá. Đấy. Note 7 FE này thì là bên mình thì là bản 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. Màn hình của nó, độ phân giải của nó 5,7 inch các bạn nhé. Note 7 FE thì màn hình nó độ phân giải là 5,7 inch. Là con này là 2K nhá, độ phân giải là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Màn hình đẹp không ngả mồ các bạn nhé. Con nào màn hình thì sáng chóng bốp luôn ạ. Hình thức máy đẹp thì cứ 98-99% các bạn nhé. Đây. Đây, nhà mình nay thì về được gì nhỉ? Về được 3 cây các bạn nhé. Đấy. Hai con màu bạc này thì là bản 2 SIM 2 sóng này. Đấy, bản 2 SIM 2 sóng. Và con màu xanh thì là bản 1 SIM các bạn nhé. Con màu xanh này thì là bản 1 SIM ạ. Này. Con màu xanh này thì là bản 1 SIM ạ. Này, Note 7 FE. Nói chung là Note 7 FE thì hàng này cực kỳ là hiếm, dạo này thì nó cũng rất ra rất ít nhá. Đây. Nói chung là nhạy lắm, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Các bạn chạy quá tuyệt vời luôn. Chip của nó là chip Exynos nhá. 8890 x 8 nhân, nên các bạn dùng thì tuyệt vời luôn ạ. Đây, Note 7 FE thì nó có hỗ trợ cái bút này. Các bạn mà viết về vẽ rất là tuyệt vời đây này. Đấy, các bạn mà ký này rất là tuyệt vời. Đây nó có này. Đấy. Đây nhá, mình sẽ bấm vào cái nút này là hay lắm. Đấy là mất luôn, cục xóa luôn. Như này là thành cục xóa này. Đây các bạn vào đây chỉ ấy thêm, nhưng mà đây là sẽ vào cục xóa này. Đấy, nó thành như cục xóa luôn, hay lắm. Nó có cái bấm đây này. Các bạn bấm vào đây là thành cục xóa nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, thành cục xóa rất là hay. Đấy, Note 7 FE thì các bạn, nhà các bạn mà ví dụ mà các bạn mà có em đi học vậy, các bạn mua tặng các em đi học rất là tuyệt vời ạ. Đây, tại vì dòng Note này nó có cái bộ trợ cái bút này, các bạn dùng rất là tuyệt vời nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 7 FE này, các bạn nhận hàng là mình sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và đây là số chính của mình nhá. Chứ mình này thì cầm theo người nhá, các bạn gọi số chính giúp mình nhá. Nếu mà số phụ mình không nghe. Đây Note 7 FE, máy đẹp 98-99%. Hôm nay mình về được 3 cây các bạn nhá. Hai chiếc màu bạc này và một chiếc màu gì nhỉ, xanh này nhá. Con màu xanh này thì là bản 1 SIM. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.300.000 các bạn nhá. Con này màu xanh này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.300.000, con này là bản 1 SIM nhá. Đấy các bạn, bản này thì là bản hàng, các bạn có thể là về lên được 2 SIM thoải mái nhé. Này, con này thì về các bạn lên 2 SIM thoải mái dùng rất ok. Và hai con này là bản 2 SIM sẵn thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhé. Tất cả ba con này đều là màn đẹp không ngả mồ các bạn nhé. Đây, tất cả là màn đẹp keng luôn này. Đây. Đấy, màn như ngọc trinh luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 7 FE này, các bạn nhận hàng về sớm nhất nhá. Nhà mình có 3 cây nhá các bạn nhá. Đây. S7 FE thì hôm nay nhà mình về được, tối nay thì nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đây. Mình sẽ bỏ tặng Note 7 FE ra đây cho các bạn nhé. S7 FE thì tối nay nhà mình về được 3 cây nhé. Hai cây màu đen và một cây màu bạc này. Đấy. Thì mình sẽ tả tình trạng cho các bạn luôn. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì là Note 7 FE thì là gì nhỉ? S7 FE thì mình sẽ nói qua chi tiết với các bạn nhé. Đây ạ, S7 FE này. Con này là bản công ty này, 2 SIM 2 sóng nhé. Con này là Note Galaxy S7 FE này. Con này là bản 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con này thì máy màu đen các bạn ạ. Hình thức máy còn 90/90% các bạn ạ. Con này thì hình thức máy còn 90% nhé, trên 90% các bạn nhé. S7 FE này ạ. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Thì con này thì cũng màn hình của nó cũng độ phân giải của nó là 2K nhé. Chip của này là chip cũng chip SNAT nhé. À gì nhỉ? Exynos.
con này cũng chạy chip Exynos dùng rất là tuyệt vời ạ. RAM là RAM 4GB, tại vì lúc mà mới ra của nó là siêu phẩm hơn 20 triệu. Để nói với hơn 20 triệu các bạn, so với điện thoại mà đời mới bây giờ thật với các bạn không bao giờ bằng, vì nó quá nhanh quá mượt luôn. Nói chung là camera này, từ camera này và chụp ảnh này, nói chung thì các bạn không có độ trễ nào luôn nhé. Nó không những sản phẩm Oppo 3-4 triệu bây giờ lúc nào có độ trễ này. Đây, con này thì sẽ không có độ trễ luôn này. Đấy. Đây. Đây, con này thì không có độ trễ gì luôn này. Đấy, rất là ok này. Đấy. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này thì hình thức con máy còn 90% nhé. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.900.000 nhé. Đây. Này mình sẽ giảm cho bạn 100.000 là 2.900.000 nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.900.000. Con này thì là màn đẹp nhé, không ám các bạn nhé. Đấy, hình thức máy còn 90%. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 gì nhỉ? Galaxy S7e này các bạn nhé, hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy. Bản công ty 2 sim 2 sóng 2.900.000 nhé các bạn nhé. Màn đẹp không ám ố các bạn nhé. Đây, và con này thì là màu bạc này. Con màu bạc này thì là gì nhỉ? Màn thì nó hơi bị ám một chút nhé. Đấy, màn thì nó hơi bị ám một chút đây ạ. Thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu gì nhỉ? Con này là 2.500.000 nhé. Máy đẹp như là mới luôn này. Đẹp 90/90% ạ. Con này thì là màn hơi bị ám một chút ạ. Đấy. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.500.000 nhé. Này con Note S7e đây ạ. Đấy, 2.500.000 nhé. Máy màu bạc rất là đẹp nhá. Con này thì bản một sim nhá. Con này thì bản một sim ạ. Cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Đây. Đây. Con này thì là màn hình nó gọi là cũng hơi ám nhẹ nhá. Đây, hơi ám nhẹ nhẹ thôi. Đây. Đây, con này cũng là hơi ám nhẹ nhá. Con này là bản gì nhỉ? Hai con này đều là bản một sim này. Mình xem con này là bộ nhớ nó bao nhiêu GB nhé. Đấy. Con này của nó là RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này thì là hơi bị ám nhẹ một chút nhé. Đấy, màn hình là hơi ám nhẹ một chút. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với bạn giá là 2.600.000 nhá. 2.600.000 sản phẩm Samsung S7e đấy ạ. Màn hình thì là hơi bị ám nhẹ một chút. Phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 128GB, màn hình ám nhẹ nhé, nhẹ nhẹ này. Các bạn để ý kỹ mới thấy thôi. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhé. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB này rất là rẻ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Đấy. Và hôm nay nhà mình có hai con. Một con 5 thường này. Một con 5 thường này thì 700.000 nhé các bạn nhé. Và con này là con 5S này. 5S cũng là gì nhỉ? Mất vân tay, 5S thì con này mất vân tay, 700.000 nhá. Hôm nay mình có hai con iPhone này, mình thanh lý các bạn với giá là 700.000 các bạn nhá. Hai con iPhone này là 700.000 đấy. Đây. Hình thức máy cũng cũ theo thời gian nhá, 700.000 một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S mất vân tay này vào iPhone 5 thường các bạn nhá, hàng liền sớm nhất nhá. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cái em nhỏ rất ok nhá. Đấy, là một con máy chống cháy nhá. 700.000. Đấy, con cục gạch bây giờ mình cũng bán cũng 700.000 cơ. Chứ không phải là cái con cảm ứng này đâu. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. 700.000 một con nhá. Đấy. Đây, bạn nào thích sản phẩm là Samsung A8 2018 loại rẻ các bạn nhanh tay được sớm nhất nhá. Con là A8 2018 này thì con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy, bản công ty 2 sóng. Máy thì viền phải cũ theo thời gian nhá. Lưng thì hơi bị xước một chút đấy. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Đấy, 2.1 triệu cho các bạn đấy. Đây, 2.1 triệu A8 2018, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này là bản công ty 2 sim 2 sóng nhé. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Màn đẹp không ngảm luôn nhé. Này, màn đẹp không ngảm này. Đấy, 2.1 triệu cho các bạn nhé. Dân chơi đấy, A8 2018 đấy. 2.1 triệu các bạn nhá. Đấy, thích rẻ, có rẻ mà. Đây. Và con này là Samsung S7 này. S7 màu hồng này, đấy, S7 màu hồng này. S7 màu hồng. Con này là máy Hàn, một sim. S7 màu hồng, màn đẹp không ám nhá các bạn nhá. Con S7 màu hồng này là màn đẹp không ám.
máy hàn một sim. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.700.000 thôi. Đấy, 1.700.000 sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Hình thức máy còn đẹp 90%. Đấy, S7 đấy nhá. Bản hàn một sim. Đấy, màn đẹp không ám, bên mình đang bán bạn giá là 1.700.000. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình là độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. S7 thì màn hình của nó rất là đẹp, rất là sáng đẹp. Đấy, độ phân giải là 2K này, 1.700.000. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì bên mình thì có lỗi đổi 1 tuần và bảo hành là 6 tháng thì các bạn yên tâm nhá. Và bên mình thì có ship ở xa, thì hình thức ở xa thì các bạn cọc cho mình 100.000 và 200.000 tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy. Những con này thì chỉ 50.000 thôi nhé các bạn nhé. Đây, con này là con Samsung Z4 Plus, Z6 Plus. Nhầm, hôm nay mình vừa mới về con này. Z6 Plus đấy ạ. Màn hình thì là 6 inch các bạn nhé. Màn hình con này là 6 inch. Con này là cấu hình là RAM 3GB. Này, RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z6 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Z6 Plus thì 2 triệu đồng đấy ạ. Đấy, nói chung là các bạn mua sản phẩm Samsung Oppo ấy, các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá. Máy màu đỏ rất là đẹp nhá. Mua về tặng các chị em phụ nữ rất là ok nhá. Z6 Plus, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Chỉ với giá cực kỳ là rẻ nhá. Lót 5. Lót 5 thì hôm nay nhà mình về được 2 con nhá. Đấy. Lót 5 thì hôm nay nhà mình vừa về được 2 con màu xám gray này. Lót 5 màu xám gray này thì là RAM 3GB, RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn đẹp không ám ố nhá. Note 5 nhà mình thì hai con này thì là màn đẹp không ám ố ạ. Đấy, màn đẹp không ám ố. Thì con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.200.000 nhá. Đấy, 2.200.000. Con này thì 2.200.000. Và con này thì là 2.300.000 các bạn nhá. Đấy. Một con này thì 2.200.000 này và con này thì là 2.300.000 nhá. Đấy, rất là rẻ cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 5 này các bạn thì hàng là sớm nhất. Note 5 này thì là màn hình của nó là màn hình là 5.7 inch, độ phân giải của màn hình của nó là 2K, RAM 4GB, nó hỗ trợ cái bút của bạn viết rất tuyệt vời. Đấy, các bạn viết vẽ rất ok nhé. Đấy, nó hay lắm, rất nhiều tính năng hay. Đấy. Con này thì là 2.200.000 này và con này thì là 2.300.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 5 này các bạn nhận hàng về sớm nhất nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng là sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên mình để đặt hàng nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhé.